Bà cháu bị zola thần kinh 10 năm rồi, chạy vào mạn sườn, chạy chữa tất cả các kiểu, tiêm chọc các kiểu không đỡ, thì phải điều trị như thế nào? Đây là một vấn đề không hề đơn giản, nó rất khủng hoảng, rất nan giải. Vì đầu tiên phải thấu hiểu nó, zola thần kinh là gì? Là bản chất là do cơ thể thực nhiệt nó sinh ra. Có nhiều những anh chị là gì, thức đêm thức hôm thời gian là bị zola thần kinh, ăn quá nhiều đồ cay nóng là bị zola thần kinh, bia rượu rất nhiều là bị zola thần kinh, lười ngủ ngủ muộn ấy cũng zola thần kinh. Và các nhà khoa học tìm ra zola thần kinh là do một cái gọi là vi khuẩn, nó tên là, nó gọi là, xin lỗi là nói là vi khuẩn, nó là do virus, virus nó là virus herpes, nó sống ở trong môi trường thực nhiệt, nó sinh ra những cái vết nở loét chấm 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 mụn nước. Và thường chúng ta bị nhầm lẫn, đặc biệt ở người già ấy, chúng ta bị nhầm, dễ rất dễ bị nhầm lẫn nó là gì, nó là bị bệnh rời leo. Rời leo là cái con rời nó có sâu đo này. Đấy, đi chạy đâu cái thì nó chạy một vết, nhưng zola thần kinh nó cả một mảng. Và cái việc điểm vỡ ấy mà mình điều trị không cẩn thận, điểm vỡ nó cứ lan ra đâu nó lại vỡ loang ra tiếp. Và thường là bị điều trị sai là gì, thay vì là rất là nhiều, bây giờ khoa học tiến bộ rồi, cái oxycodone rẻ nhất là của Ấn Độ thôi, khoảng độ là 10.000 một tip, còn đắt thì của thằng Đức hoặc là của Standard hay ăn, nó cũng trên là oxycodone thì nó mấy chục nghìn một tip ấy, thì mua khoảng chục tip về mấy trăm nghìn thôi, điều trị là khỏi ngay tức. Và gì, bôi cứ bôi 2 tiếng bôi một lần, nhớ là bôi bờ lên cũng cứ bôi bôi vào, đặc biệt là giảm đồ cay, đồ nóng, đồ cái gì nó mang tính chất nóng là phải kiêng tuyệt đối đấy. Thế nhưng mà mấy bà mấy mẹ mấy chị, đặc biệt mấy anh nhiều nhiều người nhiều tuổi đi không đi khám cẩn thận thì lại tưởng là zola, thế là tưởng là rời leo, thế là lấy tí vôi bôi vào, vôi lộng có tinh kiềm hỗ trợ điều trị được, nhưng mà lại lấy bột đỗ xanh bôi hoặc là bột nếp nhã đắp vào. Thực ra thì nó cũng có một phần để hỗ trợ điều trị, nhưng đây là trong nội khí trong con người nó sinh ra đấy, do thực nhiệt nó sinh ra, đặc biệt là cái chủng FF nó rất dễ. Khi mà điều trị không điều trị có gì đặc hiệu của nó ấy, thì một thời gian sau tự nó làm lành vết thương, nhưng cái gọi độc tố của nó ngấm nó chạy vào, bởi vì nó tên là zola thần kinh, nó thường chạy về rất nhiều dây thần kinh. Có những người nó cắn lên trên đầu ấy, cứ buổi chiều 3-4 giờ chiều đập đầu vào tường đập như chết rồi ấy, mà vẫn hàng 10 năm rồi phòng khám đã gặp rồi, có cái chú ở Thế Bình lên đập đầu vào tường. Con gái kể chuyện là nếu bình thường người ở bên ngoài nghĩ là bố em chết, nhưng bố em chiều nào nó cắn bứt rứt khó chịu và phải đập như thế mới dễ chịu. Có nhiều bà nhiều mẹ nhiều chị ấy rất là béo tốt đấy, nhưng mà đến thời gian bị zola thần kinh điều trị, bởi vì chúng béo huyết nhiệt mà điều trị không tới nơi tới chốn, bắt đầu cắn cho vào, ăn không ăn được, ngủ không ngủ được, nằm không nằm, ngồi không ngồi được, nhìn tép đeo mo lang ra. Khi mà bị rồi biến chứng thì điều trị rất là lòng ngoằng. Thì cái cần nhất là gì, một trong những cái thứ mà hỗ trợ điều trị được là anh chị là chịu khó lấy cái vôi trong ấy, cái nước vôi trong, hoặc là mua ra xin tí cục vôi, thế là mỗi làm bình nước ấy cho một nhúm vôi vào nước thì hỗ trợ để uống đấy, cho cả bình nước cho một nhúm vôi vào để cho nó kiềm hóa để uống. Đầu tiên là phải uống đủ nước, hai nữa là đỗ đen, cái đỗ đen rang lên hãm nước uống cũng hỗ trợ làm cho thanh mát cơ thể, giải độc gan rất tốt. Và nếu có những cái đấy là được rồi, còn nhưng mà nếu mà tốt hơn thì có điều kiện thì dùng cái gì nhỉ, tiêu giáp tán của phòng khám hết 600 nghìn một tháng, nhưng với bệnh này phải xác định là từ 3 đến 6 tháng, thậm chí có người từ 6 đến 9 tháng, có nhiều người ví dụ như bị 10 năm phải xác định luôn ít nhất là 10 tháng thì mới có cơ hội chữa khỏi được nhé. Xin chào.